nay tôi xin giới thiệu với các bạn về khóa học đào tạo nghề phụ phòng cháy cháy tại tòa nhà Kim Điện Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng xem. Chúc các đồng chí luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và an toàn trong mọi hoạt động trên cái. Thưa đồng chí, là cái vấn đề liên quan đến tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy như cứu nạn cứu hộ đó là công tác thường xuyên, và chúng ta định kỳ hàng quý chúng ta đều tổ chức các cái buổi này thì không có gì ngoài cái mục đích đó là mong muốn chia sẻ cũng như nhắc lại với các đồng chí những cái kiến thức có liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy. Và cái quan trọng nhất chúng tôi vẫn nhấn mạnh và cũng đặt lên hàng đầu đó là công tác về phòng cháy thì bao giờ cũng là quan trọng hơn là chữa cháy. Hay quá.